Nhưng mà lại phải ngâm thế này ạ. Đục này là phải ngâm như này. Chứ bây giờ không người không biết thì không thể làm được. Như vậy là nước xuống. Khi nước xuống hết rồi thì nó xe gạo lại. Chứ nếu nó quá khô thì cũng đã lâu. Và nó quá ướt thì nó bết không được. Cái cối ở đây không phải cối nào cũng đã được đâu. Mà cái cối là cái có xuống lòng. Nhưng xuống lòng ở đây không phải là lòng. Chân đi lương cán bộ đã nghỉ và bây giờ như vậy là lương là quay như là bên tín dụng chủ tịch hội đồng quản trị không ông thế này là tín dụng còn hôm nay là quay như thứ ba nhưng mà được chót Thank you.
Nhưng mà cũng là cả hai chồng này lên có xong rồi lấy cái bột đó ngon nhất mà nuôi nước bột tơ khi đã tơ bột thì ngày mai mua về Thank you.
công đoạn của ngày mai thì tiếp theo thì sáng mai các bác sẽ theo dõi chi tiết từ cái lúc mà đong cái nước bột và cái tỷ lệ nước bột với ít nước đong xong tức là cũng vậy. Ra một cái đi ạ.
bác kiếp rồi, để cứ treo nước xem mình như thế nào đấy, nhiều nước đấy. Để bàn người đưa cho ông gái. Bắt bằng cái chậu nào ra xong một chậu nước đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nào, giữa cái mốc neo này. Qua nhờ khi ông đi đạo mó mà ngồi thôi là ông phải trách nhiệm vào đấy. Qua lúc như thế là nó sai thử thì cái là qua nước thì hết mà sôi không chín là không được.
chưa thơm thì có thể là cho thêm một chút, mà nó đủ rồi thì thôi, nó quá mùi là nó sẽ mất cái vị của thảo. Thank you.
một lửa to, cái đường mặt ở trong đây để vào với cái nhiệt than vừa phải để cho nó nóng dần và tan dần thì không được đúng ngọn lửa. Tức là không có ngọn lửa, không có ngọn lửa nó dễ bị cháy. Nếu nó có độ nóng nóng tan được rồi thì lấy đũa vắng nó để cho nó đều và cho nó nhanh hơn. Vì lâu thì nó sẽ có thể bị kén rồi, dễ là nên mình vắng để cửa ra ngoài quần cắt đi để cho nó vuông vắn nó đẹp đấy, tạo hình cho đấy. Đấy là lá lót hay là cái lá lót ấy. Lá lót. Vâng, cái lót lót đỡ ở dưới. Phần sôi đầu tiên khi đóng xong được đưa lên đĩa. Phần sôi đầu tiên thì đưa lên đĩa. À, tức là để ngày trứng dám cho đầu tiên thì xong được đưa lên đưa vào nhà hàng để trình bày tham gia. Mình cứ làm nó một là nó vừa khuôn thôi, hai nữa là len đến cái hết chỗ rồi, để nó chặt cái phần thôi để dùng nó xấu. Vừa tầm tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
luôn. Cái chỗ này đây để lấy nước ra. Đây mỗi giờ cá ba viên ạ. Thì còn là bắt tiếp 4 viên. Mà bây giờ chúng ta sẽ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nào để thành 18 miền. Thì khó đấy chứ. 2, 4, 6, 6 miền, 7 miền. Dẫn thế nào để thành 8 miền thì nó mới đủ được đấy. Thế còn miền giữa nó là chỉ không được nữa. Giữa thì để lõm này để đổ mật cho nó. Đúng không? Đấy. Mà phải đổ 3 lần mới thành công. Nó mới được. Thầy có ấn luôn rồi. Ông đi qua đó. Nó sẽ có hai viên lót được đấy, nó phải có hai viên lót, một lúc nữa sửa lại lượng này là lượng đổ mật đấy, như thế này ván này đầu tiên phải mang lên chỉnh ván nhắm chai. Đây không phải tắm đường ở đây sao đóng được nhầm cái đấy.
Thank you.